các bạn đã quay trở lại với iChannel. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì người ta quan tâm rất nhiều đến sự việc đó chính là iPhone 8 Plus bị phồng pin. Thì mới đây, sự việc lại tiếp tục ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt thì đã xảy ra ở ngay trên chính đất nước Mỹ. Tuy nhiên, có một điều mà các iFan cũng như là giới công nghệ lo lắng hơn cả đó chính là vụ việc mà iPhone 10 sẽ có thể chậm tiến độ và không kịp ra mắt vào đầu tháng sau. Không chỉ vậy thì một câu hỏi nữa đã đặt ra rằng là liệu Apple có thể đạt được kỷ lục doanh thu của mình vào năm 2015 hay không? Và thực sự iPhone 10 có thể trở thành chiếc điện thoại đánh dấu kỷ niệm 10 năm của Apple hay không? Đầu tiên là về khả năng iPhone X bị chậm tiến độ. Đầu tháng tới là thời điểm mà Apple sẽ công bố iPhone X. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, gần như iPhone X sẽ bị chậm đến tháng 2 năm 2018. Tấm nền của iPhone X năm nay thì như các bạn đã biết đó là tấm nền OLED của Samsung. Việc không kiểm soát được sản xuất và thời gian thì đã khiến cho số lượng đặt hàng không được như yêu cầu. Trước đó thì người ta ước tính rằng 10 triệu màn hình OLED sẽ ra xưởng trong một tháng. Không chỉ vậy, khó khăn khi gia công màn hình OLED cho máy là do việc xử lý giải đen phía trên nơi đặt cụm camera và cảm biến của iPhone X. Tiếp đó thì một con số khá đáng buồn cũng vừa được tính toán, đó chính là 90% lượng iPhone X sản xuất ra sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Theo các chuyên gia công nghệ thì việc sản xuất ra các bộ cảm biến 3D phức tạp là vấn đề lớn nhất đối với Apple. Bộ cảm biến mới đây được sử dụng trong tính năng Face ID là một trở ngại trong quá trình sản xuất ra chiếc iPhone X. Trước đó thì một bản báo cáo tài chính đưa ra nhận định rằng chỉ 10% iPhone X đạt được yêu cầu sản xuất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là Apple sản xuất ra 10 thì chỉ sử dụng được 1. 90% số iPhone X đã bị loại bỏ do không đáp ứng được những tiêu chuẩn của Apple. Không chỉ vậy thì bộ phận phát ra các tia chiếu, một phần của hệ thống camera True Depth thì cũng là một trong những lý do gây ra sự chậm trễ. Không chỉ vậy thì các nhà phân tích cũng kỳ vọng chiếc iPhone X sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào giữa tháng này. Họ hy vọng rằng là iPhone X sẽ được vận chuyển đến các thị trường khác nhau trong tuần tới. Tuy vậy thì các nhà phân tích từ Đài Loan đã cắt giảm dự đoán của mình về sản lượng của iPhone X. Họ cho rằng sẽ chỉ có khoảng 36 triệu chiếc iPhone X được tung ra thị trường cho năm nay. Con số này thì chắc chắn không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Trong một vài phỏng vấn mới đây trên kênh CNBC vào thứ hai vừa qua, thì các nhà phân tích thị trường của Deutsche Bank khét tiếng nhận định rằng dựa trên giá cổ phiếu của Apple vào thời điểm hiện tại thì các nhà đầu tư đang tỏ ra quá lạc quan. Các chuyên gia thì cũng cho rằng là các nhà đầu tư đang mong ngóng táo khuyết có thể lặp lại kỳ tích vào hồi năm 2015, lúc mà cơn sốt mang tên iPhone 6 và iPhone 6 Plus đổ bộ. Tuy nhiên, nếu như muốn bỏ túi 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 thì công ty này sẽ phải bán được tới 290 triệu chiếc iPhone trong năm tài chính mới, bắt đầu tính từ tháng này. 2015 thì cũng chính là năm mà Apple rủng rỉnh nhất. Đó là khi chu kỳ nâng cấp lên iPhone 6 bắt đầu và đã có tận 230 triệu chiếc iPhone đã được bán. Hiện tại thì phố Wall cũng đang ước tính rằng quả táo cán dở sẽ đập vỡ kỷ lục của mình với 240 triệu chiếc iPhone được bán ra trong năm 2018. Nếu thành công thì họ sẽ lập ra thành tích vô tiền quáng hậu. Tuy nhiên thì vậy vẫn là chưa đủ để đáp ứng những mong đợi của các nhà đầu tư. Bộ đồ iPhone 8, iPhone 8 Plus dù rất hấp dẫn nhưng không có quá nhiều sự khác biệt so với người tiền nhiệm của mình để thu hút người dùng nâng cấp lên đời mới. Vì vậy chúng ta khó có cơ hội giúp những đứa con tinh thần của Steve Jobs bứt phá được. Nếu như sản phẩm đủ khả năng làm nên điều này thì nó chỉ có thể là iPhone X. Tuy nhiên, chính sự đột phá và cách mạng của iPhone X thì đã là con dao hai lưỡi đẩy táo Mỹ vào thế khó. Như người ta đã nói thì số lượng tấm nền OLED cực kỳ thấp, camera True Depth thì thậm chí chỉ đạt 10% so với yêu cầu nhà sản xuất này. Chính vì vậy, nếu như ngày 3 tháng 11 tới đây iPhone X chính thức lên kệ thì chắc chắn số lượng sẽ bị giới hạn. Không chỉ vậy thì Apple cũng phải đẩy thời điểm bán xuống tận tháng 12. Còn đối với năm tài chính 2019 thì dự đoán sẽ tương tự như năm 2016 khi mà iPhone 6S sẽ đánh dấu một năm buồn cho công ty này. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng phân tích một số những lý do về iPhone X bị chậm tiến độ. Vậy liệu rằng ngày 3 tháng 11 tới đây thì Apple có cho bày bán iPhone X hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Còn nếu các bạn thích clip này thì đừng quên like, share và subscribe YouTube và channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.